con gà lưỡi, kiểm soát speed Wilson, ngăn hàng dưới lui ra sau do cây răng nanh bị ngã qua ngã lưỡi qua mức. Thì đó là cái mà liên quan đến việc lựa chọn mắc cài. Tiếp đến là vấn đề về định vị mắc cài. Định vị mắc cài chúng ta sẽ có là gì? Tiêu chí của việc định vị mắc cài là gì? Khi đặt mắc cài hoặc tiếp lên răng, việc đánh giá theo ba chiều không gian là cần thiết. Đó, đánh giá về độ cao, cái khoảng cách theo độ cao, vị trí dán đấy, vị trí theo chiều gần xa và độ nghiêng của gần xa của cái mắc cài. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng khá quen thuộc khi chúng ta định vị mắc cài rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá cái thân răng. Và nếu có một đường tưởng tượng được vẽ theo trục dọc của thân răng thì đó là đường FACC, Facial Axis of Clinical Crown, trục dọc của thân răng lâm sàng. Điểm chính giữa của nó là điểm FA. Đó, về nguyên tắc thì mắc cài phải đặt ngay điểm FA theo hình 6-30. Đây, đây là cái đường mà chúng ta tưởng tượng. À, nó sẽ nối, nó đi giữa thân răng lâm sàng này, trục dọc thân răng lâm sàng đây. Đó, FA theo Andrew năm 1986. Đây là FA point, đặt ở giữa. Đó, thì đấy là theo Andrew. Đây, chúng ta có Andrew plane này, mặt phẳng Andrew này. Rồi thì thứ nhất là độ cao gắn mắc cài. Thì đây là khoảng cách từ khe mắc cài tới đỉnh mũi hoặc là về cắn. Thì bằng việc cắn mắc cài chính xác theo chiều đứng thì có thể thiết lập được khớp cắn lý tưởng. Cũng như là cái tương quan của G bên của hai răng nó phải đồng đều nhé. Rồi những điều cần xem xét, thứ nhất là trục dài thân răng, thứ hai là trục thân răng lâm sàng. Trục dài của răng là cả toàn bộ luôn, từ chân đến thân. Trục thân răng lâm sàng là FACC. Riêng cắn răng cửa, đỉnh mũi răng hàm nhỏ hoặc là răng hàm lớn, tương quan của G bên chúng ta cần phải xem xét các vấn đề tiếp điểm, tiếp đến là loại sai khớp cắn. Thì trong việc gắn mắc cài thì có mấy cái điểm mà tác giả tóm tắt. Kiểm tra sự song song của trục dài của mỗi răng, đánh dấu FACC và FA của mỗi răng, đánh dấu G bên và độ bất hài hòa G bên của các răng lân cận nhau. Khi không có cái sự bất hài hòa G bên cũng như là đều nhau rồi thì độ cao của khe mắc cài nó sẽ cùng độ cao của các răng sẽ cùng cao với của răng bên cạnh. Thì trong trường hợp này nên đặt mắc cài ở điểm FA. Thế còn khi có bất hài hòa G bên thì mức thứ nhất là gì? Mức độ bất hài hòa G bên là bằng, nếu mà bằng với khoảng cách giữa hai khe mắc cài, chúng ta sẽ mức độ bất hòa thì sẽ bằng khoảng cách giữa hai khe mắc cài của hai răng hai bên thì nó sẽ lại kéo về bằng nhau. Đấy, trong trường hợp này thì nên đặt mắc cài điểm FA. Thế còn mức điểm thứ hai là mức độ bất hài hòa của G bên nó khác với khoảng cách giữa hai khe mắc cài. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ là gì, có sự đặt mắc cài ở điểm FA cộng trừ bao nhiêu mm đó. Bốn là đặt trung tâm của khe mắc cài ở giữa của răng theo chiều gần xa. Năm là đặt khe mắc cài vuông góc với trục dài của răng, cánh mắc cài phải song song với trục dài của răng. Sáu, đảm bảo đế mắc cài tiếp xúc thiết sát với bề mặt của răng. Nói về sự song song của cánh mắc cài hai bên thì chỉ có những thiết kế mắc cài nào mà nó hai cánh nó song song, hai bên nó song song thì mình có thể là dùng nó để tham chiếu, nhưng không phải mắc cài nào hai cánh hai bên nó cũng song song. Thì cái đó là cái lưu ý. Cái điểm nhỏ đầu tiên đó là gì? Nhìn chung là chiều gai cao gắn lý tưởng, đây là theo tác giả nhé, thì nó sẽ như thế này. Đây là hàm trên, đây là các răng, đây là răng em đánh dấu là răng từ 1 cho đến 7. Đó, răng từ 1 cho đến 7 ở đây. Thế còn ở đây là hàm trên, ở đây là hàm dưới, thì nó sẽ tương ứng. Ví dụ cái dòng này, đó, ví dụ dòng này thì nó sẽ tương ứng với dòng dưới này. Không nhất thiết là tương ứng, mình có thể lựa chọn 5 hoặc 4 dưới là 4-5 hoặc 4-0 thì nhưng mà cùng một hàng này thì trên cùng hàm trên hoặc hàm dưới thì nó đều nhau. Thì đây là thước đo, chúng ta không lại gì rồi, thì thước thì có thể có thước mấy cái dạng thước như thế này. Nếu mà chúng ta đặt bằng thước thì chúng ta sẽ đối mặt với việc là gì, chúng ta cần
cái góc nhìn trực quan của chúng ta nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái việc chúng ta đặt có chính xác hay không, giống như hình A1 và A2 ở đây đó, có thể chúng ta sẽ bị nghiêng à, thì cái đó nó cũng có thể làm sai số. Thước thì có nhiều loại thước, có những thước ví dụ thước của Morelli thì cái phần thân này nó được gập lại. Thì có một cái điểm lưu ý mà khi chúng ta mua thước đặc biệt, thước nào cũng thế thôi, thì chúng ta sẽ có một cái điểm lưu ý là chúng ta thường là không có đo lại cái con số mà thước nó công bố. Cho nên là có thể chúng ta sai số chỗ đó. Đây, chỗ này là 3.5. Thì liệu rằng thực tế từ chỗ này cái giờ tham chiếu này với cái giờ này thì nó có đúng 3.5 hay không? Chắc là không ai để ý. Hoặc ít người kiểm tra cái này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chỗ này thì các bạn phụ tá nhà mình có làm rơi và làm cong không? Cái này mà làm rơi làm cong là có thể xảy ra. Cái thứ ba nữa là độ dày của chính cái thanh ngang này, nó có phù hợp với cái khe mắc cài 018 hay là 022 hay không. Bởi vì là sao? Bởi vì là nó mà sát bằng quá thì ấn vào đây, ấn cái phần thân này vào trong cái khe mắc cài ấy, nó dính luôn. Chúng ta định vị xong chúng ta nhấc cái thước ra, cái thấy mắc cài nó dính vào đây, bởi vì cái kích thước này nó không chuẩn. Đó, hoặc là nó bị cong, nó sẽ làm thay đổi. Đó, thì đó là lý do em thì cá nhân em thì em thích cái định vị của Morelli. Morelli nếu mà dùng dùng cái hàng đó, Morelli là nó có thể gặp được cái này. Cái hai nữa là cái lưỡi của cái này nó không tù như thế này, nó không vuông như thế này. Cái này là vuông như thế này, còn cái Morelli là nó sẽ nhọn như thế này. À, thì nó khá là dễ để mình có thể định vị với các loại mặt cạnh nhau, và mình nên đo lại đây, tính khoảng cách từ đây đến đây này. Đó, nó có đúng vào cái khoảng cách mà nó ghi trên con số đây không? Rồi. Đấy, lưu ý như vậy. Chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo là gì? Nên xem xét các hướng dẫn sau đây khi định vị chiều cao gắn mắc cài. Đây có hình 633 và bảng 61. Thì đây chiều cao thẩm mỹ trung bình của răng của thân răng cửa giữa hàm trên là 10 độ và 10 mm, độ cao chính giữa là 5 ly. Nếu bệnh nhân có các cái răng ngắn thì có thể chấp nhận ở vị trí là 4.5. Trong những trường hợp này thì không nên đặt mắc cài cao hơn 5 mm. Nếu B, nếu gắn mắc cài lên răng cửa bên, nên gắn gần về phía rìa cắn 0.5 ly so với mắc cài ở giữa. À, đúng rồi. Chúng ta sẽ thấy là vừa đẹp. Tất nhiên là gì? Là tùy thuộc mục tiêu thẩm mỹ của anh chị nữa và bệnh nhân nữa. Thì đây chỉ là một gợi ý thôi, và trong cái gợi ý này thì chúng ta thấy rằng là gì? Theo thông thường thì là cái rìa cắn của răng cửa bên nó sẽ cao hơn một chút so với rìa cắn. À, nó sẽ thấp về phía lợi một chút so với rìa cắn của răng cửa giữa và răng này. Đó là chiều về rìa cắn. Thứ hai là thuộc về chiều ngoài trong, thì như lúc nãy đó, nhờ có sự in out cho nên cái thân răng cửa bên nó sẽ vào một chút xíu. Và điểm số 3 đó là cái đường viền lợi của cái răng số 2 á, nó cũng sẽ thấp hơn so với đường viền nướu của cái kia, đó là ba phía đó nó sẽ đều thấp hơn. Tuy nhiên thì tùy vào cái design thẩm mỹ của anh chị dành cho bệnh nhân và cái thỏa thuận, thì cái việc là mình thiết kế nó ở vị trí nào thì nó cũng có thể ảnh hưởng, và mình cũng có thể là đặt ngay từ đầu như thế này. Hình điểm số được C, nhìn chung mắc cài răng nanh thì nên gắn cùng độ cao với mắc cài răng cửa giữa. B là mắc cài răng 4 và 5 được đặt cùng một độ cao thông thường với mắc cài răng 5, thì mắc cài đặt về phía mặt nhai 0.5 ly so với mắc cài răng 4, thường là như vậy. Tuy nhiên, do răng 5 mọc thấp và có bực so với răng 6 nên cần gắn mắc cài có cùng độ cao với răng 4 để mà kéo xuống đấy. Ở đây thì gần về phía mặt nhai răng 0.5 ly so với răng cửa giữa và răng này. Đó, ví dụ như răng cửa giữa răng này đặt là 5 thì đây là 4.5. C
Đây là giá trị trung bình, khoảng cách giữa các vùng răng hàm nhỏ là 4. Khoảng cách để mà gắn cài vùng răng hàm nhỏ là 4.0 hoặc 4.5 cho đỉnh mũi. E là mắc cài răng 6 trên, đặt gần với mặt nhai là 0.5mm so với răng 5 và cao hơn 0.5 so với răng số 7. Đó, khoảng cách bây giờ là đây là theo bộ mắc cài của tác giả và theo thiết lý theo cái phương thức làm việc của tác giả nhé. Cũng áp đặt, chúng ta đọc sách chứ không phải chúng ta đang điều trị. Rồi, chiều cao mắc cài của 4 răng cửa dưới thì sau khi xem xét cái tiếp xúc với cái răng đối cũng như là chiều dài của thân răng thì nó sẽ là rơi vào 4.5 hoặc 4.0 và không đặt thấp hơn điểm giữa của thân răng, không đặt thấp hơn điểm giữa thân răng nữa. Điểm F đây, mắc cài răng nanh dưới đặt thấp hơn 0.5 so với mắc cài răng cửa dưới thì nó thấp, đặt thấp hơn thì nó sẽ đẩy cái đỉnh của răng nanh lên cao hơn, không cho nào lên. Mắc cài răng 4 và răng 5 hàm dưới sẽ phải đặt cùng chiều cao và khi gắn răng 5 thì thường đặt mắc cài gần về phía mặt nhai 0.5 ly, tuy nhiên do răng 5 mọc không đủ cũng tương tự như vậy thì đặt thấp phía đặt xuống để cùng chiều cao răng 4. Ngoài ra nên đặt dịch về phía mặt nhai 0.5mm so với răng nanh dưới, có nghĩa là gì? Là này là nó sẽ ngang, như vậy là 4 răng cửa và 4 răng hàm nhỏ với cùng chiều cao cho răng nanh là lên tí. Rồi ở mắc cài răng 6 thì đặt gần về phía nếu là hơn răng số 5 là 0.5 ly và cùng chiều cao với răng số 7, như vậy chỗ này nó sẽ thấp xuống một chút xíu, có là 4 này, ví dụ như là 4, 4.5, 4, 3.5, 3.5. Đó, như vậy. Thì đây là công thức của tác giả theo cách dùng của tác giả. Chúng ta cũng thấy là đây hàm dưới là gì, ở đây hàm dưới là tất cả đều là một số hết, chỉ có răng nanh là cộng lên 0.5 của răng hàm và trừ đi 0.5. Hàm trên đây răng cửa giữa và răng nanh là cộng 0.5, răng 6 là trừ 0.5 và răng 7 là trừ 1. Đó là công thức của tác giả. Chỉ có mấy cái thận trọng. Những số đo này được xác định theo quan sát của nhà lâm sàng trên các răng đã mọc đủ. Trong trường hợp thân răng ngắn thì cần có sự hiệu chỉnh. Ví dụ sau khi mà đánh giá cẩn thận cái tương quan người bên thì cần hiệu chỉnh chiều cao dán mắc cài để mà chúng ta đạt được cái tương quan người bên ok. B là nếu có thể thì việc ứng dụng nhất quán chiều cao dán mắc cài phải được thực hiện trên cùng một bộ răng. C tương quan giờ bên, đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất khi xem xét chiều cao ngắn. E mắc cài hoặc là tiếp cần phải nằm trên cùng một cái khoảng cách từ đường tưởng tượng nối giờ bên gần và giờ bên xa. Đó, nếu khe mắc cài không được đặt định vị ngay chính xác thì có thể gây ra cái cắn hở phía trước hoặc là sai bên cắn. D, ở trường hợp mà có cắn hở hoặc cắn sâu phía trước nên đặt mắc cài ở chính giữa của thân răng. Vì đây vì mục tiêu chính của điều trị mưu là cải thiện mặt phẳng nhai, không nên thay đổi quá mức cái vị trí gắn mắc cài. Nếu mắc cài răng hàm lớn hàm dưới hoặc là tiếp chạm với răng hàm lớn hàm trên thì có thể xảy ra các vấn đề không mong muốn như là bung cái bong khí cụ hoặc là gì, hoặc là răng hàm lớn hàm dưới có thể bị nghiêng và về phía gần. Đó, hệ quả là lùi hàm dưới. Do đó cần hết sức thận trọng và cẩn thận để không gây ra những sự chạm cắn giữa cái mắc cài hoặc là tiếp của hàm dưới với cái răng đối diện theo hình 634. Cái hình này nó bị hình hai là cái bên này, cái hình này là nó bị lại cái khác này. Đây là mới là hình này, đây chạm cắn tạo ra cái sự nghiêng ở đây và các lỗi khi mà định vị về chiều đứng thì chúng ta có là lỗi khi định vị về chiều cao dán, phần lớn là lỗi phát sinh từ định vị trí gắn mắc cài. Nếu mắc cài đặt quá gần mặt nhai thì răng có thể bị kéo xuống thấp hơn cái mặt phẳng nhai,
Ngược lại nếu đặt quá gần về phía ngứa thì có thể làm trồi răng, đây là 635. Do đó cần đánh giá chính xác tương quan gờ bên của mắc cài. Các lỗi thường gặp gờ bên, chúng ta sẽ gì, gờ bên là vùng phía sau không đều này, đó, rìa cắn răng cửa hai bên không đều. Lỗi thường gặp A là khi điều trị răng mọc một phần, cái răng mà nó mọc phần không bắt buộc phải tuân theo cái gắn mắc cài chiến lược và không bắt buộc phải tuân theo gắn mắc cài chiến lược và gắn mắc cài lên răng. Nếu có sự khác biệt theo chiều cao gắn mắc cài thì phải điều chỉnh dây cung ở giai đoạn kết thúc hoặc gắn lại mắc cài ở vị trí lý tưởng sau khi sắp vào. B, khi điều trị bệnh nhân có vỡ hoặc là mòn cái việc cắn hoặc mòn nhai thì phải gắn mắc cài sau khi điều chỉnh thuốc cắn. Tuy nhiên nếu bệnh nhân vẫn đang tăng trưởng hoặc là mòn ít cần phải gắn mắc cài sau khi đã hiệu chỉnh việc cắn. Nói cách khác, khi điều trị người lớn cần thảo luận với họ về mục tiêu điều trị như là phục hình thẩm mỹ hay không, có điều chỉnh thuốc cắn hay không, vân vân. Cần phải thảo luận về việc đó, việc có điều trị phục hình sau khi thì điều chỉnh chiều cao gắn ở giai đoạn đầu của điều trị phải thảo luận trước đó. Hoặc là gì, hoặc là phải, hoặc là có mài chỉnh rìa cắn trước khi gắn mắc cài hay không, những cái đó thảo luận trước, làm hay không thì chúng ta biết. Khi múi ngoài quá dài hoặc là sắc thì cần phải gắn mắc cài sau khi chúng ta đã tạo hình lại cái múi đó, quá dài và sắc quá phải tạo hình lại. Lỗi theo chiều đứng thì chúng ta đã thấy ở đây hình A là răng di chuyển do gắn mắc cài răng cửa bên bên phải không chính xác, cửa bên phải, phía bên phải hình A màu đỏ đỏ đây, khi gắn không chính xác thì ra A2 ở đây kéo xuống. B là di chuyển răng khi gắn mắc cài chính xác là răng 4-5 và có sự bất hài hòa gờ bên, bất hài hòa gờ bên ở đây. Anh chính xác thì ở bên khi mà xong thì nó sẽ thẳng hàng. Thì C là định vị mắc cài và điều chỉnh trên cái răng đã mọc một phần. Và đây là vùng răng 2-5. Đó, mắc cài được gắn ở phía nướu này. Đó, sau đó là được trả lại. Đây là gắn theo vị trí gần xa. Thì định vị mắc cài theo cái ở giữa thân răng. Cái trường gần xa hình 637. A là ở hình trước thì có ở răng trước thì có thể duy trì cái hình dạng tự nhiên của mặt lưỡi, chúng ta cần phải duy trì hình dạng. B đó là đường nối chung giữa các răng sau tự nhiên và trơn tru, nó phải tự nhiên và trơn tru, sau phải tự nhiên và trơn tru. Nhìn từ mặt nhai thì mặt ngoài răng sáu hai bên phải song song nhất có thể, đó, chúng ta phải quay được cái răng sau. Một vài cái lỗi như định vị mắc cài. Thứ nhất đó là gì? Lỗi theo định vị theo chiều ngang, theo hình 6, 38 và 39, là gắn mắc cài để cải thiện tương quan vị trí gần xa so với trục dài thân răng. Và khi đặt mắc cài về phía gần thì răng nó sẽ bị sẽ được xoay ra xa, và nếu mà đặt mắc cài về phía xa thì răng nó sẽ xoay nhiều phía gần. Đó. Và chúng ta cần phải xem xét ví dụ như là gì? Hình 6, 38. Đây là một cái tình huống mà răng nó đang nghiêng, nó đang xoay ở phía gần và chúng ta khó đặt được mắc cài một cách chính xác. Và khi chúng ta không đặt được mắc cài chính xác mà chúng ta vẫn muốn gắn mắc cài thì chúng ta đặt nó hơi bị lệch ra phía xa. Và việc chúng ta đặt lệch ra phía xa này thì nó lại tạo ra một cái chuyển động xoay ở phía gần tiếp nhiều hơn. Đó là cái lỗi. Lỗi khi gắn mắc cài trên răng 1-2 ở đây. Ta nhìn thấy rõ được mô tả ở đây. Răng 1-2 di chuyển mắc cài về phía xa này. Trong hình B và sau đó thì răng nó bị xoay gần, đây màu đỏ chúng ta nhìn thấy ở đây, đây màu đỏ đây là răng nó đã bị xoay gần và gì tiếp đến là chúng ta sẽ thấy là sự xoay gần và xoay song song của răng 6 trên. Thì răng 6 trên á xoay gần có thể xảy ra nhiều vấn đề khác nhau, cái này chúng ta đang gặp đa phần các ca, thì như là gì, làm trầm trọng thêm cái tương quan răng hàm hàng 2 này, làm chen chúc răng hàm nhỏ này, vuông răng hàm nhỏ này. Và chúng ta xem hình 640. Thì hình này á là gắn đúng, hình A là gắn đúng. Hình B là chúng ta bị gắn ra phía xa quá, và hình C là gì, vì chúng ta gắn xa cho nên răng nó càng bị xoay gần.
đây sẽ là so sánh. Chúng ta sẽ có là chen chúc ở cái vùng đang phía trước. Chen chúc ở vùng đằng trước 2 hạt, đây 6-41. Thì giữa các cái răng cửa giữa và răng cửa bên thì ở trường hợp mà răng cửa bên nó xoay gần á, thì có thể thử chen chúc bằng cách gắn mắc cài về phía gần so với trục dài thân răng. Tuy nhiên nếu đặt về phía xa thì khó có thể xử lý cái răng xoay gần. B là giữa cái răng cửa bên và răng nanh, khi mà có chen chúc thì phần lớn lỗi nó sẽ xảy ra nằm ở việc là răng nanh xoay gần, do đó cần gắn mắc cài dịch về phía gần so với trục dài của răng nanh. Kết quả mắc cài được đặt về phía gần so với điểm giữa của thân răng theo chiều gần xa. Thì ở hạng 2, để làm các răng hàm nhỏ hàm trên xoay xa thì cần phải đặt mắc cài là kiểu phía gần. Và ở sai khớp cắn hạng 3 thì để các răng hàm nhỏ hàm trên xoay gần thì cần đặt với mắc cài về phía xa. Tuy nhiên nên đặt mắc cài về phía gần các răng hàm lớn hàm dưới để cho các răng hàm lớn hàm dưới đó là mình đi xa theo hình 642. 642 ở đây tùy vào từng ca. Đây là tác giả đó là hạng 2, chúng ta muốn mong muốn là các răng nó hàm trên nó xoay ra xa, chúng ta đặt về với gần một chút là 3 rồi. Đây là cái gần mình đặt ra chúng ta một chút xíu. Đó. Quan hệ giữa độ tít của mắc cài và cái trục dài của thân răng thì chúng ta sẽ có đó là gì? Cái mắc cài phải vuông góc với trục dài của răng, và để đạt được điều này thì phải tham chiếu với phim X quang toàn cảnh khi chúng ta gắn mắc cài, đặc biệt là với mắc cài kim thì không làm nghiêng cái thân răng. Khi gắn mắc cài thì cần phải xem xét các trình tự sau. Trục dài của răng đầu tiên là như vậy. Trục dài FACC. Trục dài của răng là một, FACC là trục dài của thân răng lâm sàng. Rìa cắn răng cửa, ba cái điểm như vậy. Theo hình 6-43. Chúng ta sẽ có là đầu tiên là A là mắc cài vuông góc với, mắc cài thì phải vuông góc với trục dài của răng. B là khe mắc cài phải vuông góc với cái mắc cài, chứ phải vuông góc với cái FACC. Đây thì là trục dài thân răng lâm sàng. Cái mắc cài phải song song với cái cắn răng cửa và đỉnh mũi, các đỉnh mũi của răng hàm lớn. Khi đóng khoảng thì thân răng có thể nghiêng về khoảng của răng. Thân răng mà cái thân răng nó nghiêng về đó thì do chúng ta kéo từ đó. Thì do đó phải gắn mắc cài nghiêng về phía nước. Chúng ta phải gắn mắc cài nghiêng trước để cho nếu thì sau cái đi dây cung lên thì nó sẽ dựng cái răng lên trước, kéo thì nó sẽ bù trừ. Rồi khi nhổ răng hàm nhỏ hàm trên thì đặt mắc cài đặt cái phía gần của mắc cài của răng hàm lớn hàm trên ấy, đặt phía gần của nó nghiêng về phía lợi đó, nó nghiêng về lợi ở phía gần để đạt được cái khớp cắn đúng và làm cho chân răng ghi ra trước. Bẻ cái cung thẩm mỹ cho vùng răng cửa và nhau bốn răng cửa thì chân răng nên phải song song với nhau, không chỉ vì vấn đề thẩm mỹ mà còn để ngăn cái chân răng nó bị đứng quá gần. Độ nghiêng của mắc cài, đây là tác giả nói là gì, là vuông góc với cái trục dài rồi trục dọc, trục dài chân răng lâm sàng song song với đỉnh mũi, theo dây cắn hoặc là nối đường nối với đỉnh mũi, phải song song như vậy. Các lỗi liên quan đến cái độ nghiêng thì khi gắn mắc cài thì nó phải nên vuông góc với trục dài của răng, nếu không trục răng sẽ không song song với nhau, do đó cần đặc biệt chú ý khi điều trị những trường hợp như dưới đây. Đấy, trường hợp A là khi mà gắn như thế này á, là vì cái chúng ta nhìn thấy là hai cái đỉnh mũi phía gần nó lớn hơn này, đỉnh mũi xa nó khoảng cách với đỉnh mũi phía gần là dài, ra là nhỏ, cho nên khi gắn vào khi dây cung vào nó xoay như thế này. Đó. Tiếp đến là khi mà cái răng bên cạnh được nhổ thì chúng ta sẽ gắn mắc cài như thế nào. Thì đây tác giả có minh họa là cái việc di chuyển răng nó sẽ di chuyển khi mà chúng ta nhổ dây cung ở đây thì chúng ta sẽ kéo vào và răng nó sẽ bị nghiêng gần, thân răng nghiêng gần nhưng chân răng nó sẽ nghiêng xa so với khoảng này. Và để bù trừ lại việc đó thì tác giả chủ động, tác giả chủ động ở đây là gắn cái này mắc cài
Đó, nó nghiêng, nghiêng trước, nghiêng trước. Thì như vậy là gì? Khi mà dây cung đi vào nó sẽ kích vào điểm này, đấy, điểm này. Đấy. Thì nó sẽ làm một cái lực lên đây, một cái lực xuống đây. Đó. Và nó sẽ xoay cái răng ra phía xa. Cái này cũng vậy, thì tương tự vậy xoay ra ra phía gần. Và trên đó là gì? Trên này là chúng ta đã có một sự bù trừ, giả sử như chỗ này có một cái phun phun chữa đi đúng không? Đó. Giả sử chỗ này có một phun chữa thì nó sẽ tạo ra một cái lực kéo như thế này, nó ngược lại. Đó. Thì nó sẽ bù trừ cho cái việc nghiêng. Đó. Thì trên cái việc mà đặt mắc cày như này thì chân răng nó sẽ đi như thế này, đây. Kéo cái thun này bù trừ vào thì thân răng nó cũng sẽ đi vào. Đó, như vậy là nó sẽ có được những cái sự chuyển động mà cả thân và chân răng. Cái cách của nó giả là như vậy. Ở đây là răng cửa bên hàm trên. Thì trong trường hợp mà răng cửa bên hàm trên thì sẽ có tương quan như nào? Thì do hình dạng của răng cửa bên hàm trên khác nhau, trục răng có thể rất là sát với răng bên cạnh, do đó khi mắc cày cần đặc biệt chú ý đến sự song song của chân răng. Sự song song của chân răng thì cái này nó sẽ cần phải đánh giá qua phano. Đây phano ở đây thì chúng ta nhìn thấy răng 1 2, răng 2 2, chân răng nó nghiêng về về phía gần này. Đó, chân răng của cái răng này là răng nhiều răng 4 thì đây nhiều răng 5 rồi, thì hàm trên nhiều răng thì răng 4 nhưng xa này chân răng gần đó. Đấy, tương tự như vậy hàm dưới cũng vậy, thì có rất nhiều vị trí chân răng nó không được song song, cần phải điều chỉnh lại hoặc là bẻ dây hoặc là đặt lại mắc cài. Các lỗi về vấn đề là làm độ dày. Độ dày thì nó sẽ là có cái gì ảnh hưởng đến độ dày hiện có, đó là cái keo gắn mắc cài chúng ta cho dày quá, hoặc là những bác nào tiết kiệm không mua keo tiêu chuẩn các bạn sử dụng mắc cài, sử dụng cái gì con chiết đặc ép nó không hết được, nó sẽ bị dày, nó là làm tăng cái nào thay đổi vị trí, hay là gì sử dụng co miết lỏng thì nó không tăng độ dày nhưng mà nó sẽ dễ làm xê dịch, cái đường huyết nó nhiều trượt sẽ xê dịch sai sót, không được cứng cũng không được mềm, không được cứng quá không được mềm vừa phải. Thế đấy là định vị chính xác của mắc cài trong thực hành lâm sàng, thì có thể nói là có hai phương pháp để định vị mắc cài cho lâm sàng. Một là gắn trực tiếp, nhà lâm sàng sẽ dùng tay mắt để căn trực tiếp. Hai là gắn mắc cài gián tiếp, mắc cài được gắn lên trên lỗ hàm này, sau đó chuyển lên miệng bệnh nhân với cây hoặc là những cái bảng mẫu để truyền cái sample. Thì ưu điểm của gắn mắc cài trực tiếp là có thể gắn mắc cài dễ dàng, hạn chế cái bước làm việc tại labo, giảm chi phí. Nhược điểm chính của quy trình gắn trực tiếp là khó định vị cách mắc cài một cách chính xác. Và với quy trình gắn mắc cài gián tiếp thì có thể gắn một cách chính xác. Những điểm quan trọng cần phải nhớ là gì? Chi phí cao hơn và nguy cơ bong dán thì nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là tại sao nói nguy cơ bong dán? Bởi vì là với cái quy trình mà gọi là thủ công mắc cài gián tiếp nhưng mà thủ công thì nó có nhiều cái điểm, và hai nữa là những cái khay nó tạo ra nó có thể có độ cứng nó không phù hợp. Thế khi mà gắn lên rồi thì tháo cái khay ra như thế nào nó có thể dễ gây bung. Thứ nhất, thứ hai là việc kiểm soát độ dày của keo dán. Khi mà chúng ta đặt mắc cài lên khay, chúng ta bơm keo vào thì kiểm soát nó như thế nào? Thì để giải quyết cái bài toán đó, hiện nay thì rất nhiều hãng đã có sự thay đổi, nó không phải là gì, nó đưa ra cái giải pháp là gắn mắc cài gián tiếp kỹ thuật số là Indirect Digital Bonding. Thì nó sẽ scan toàn bộ cái hệ thống mẫu hàm này lên trên miệng, sau đó thì kiểm tra cái trục răng luôn, đặt mắc cài một cách chính xác. Mắc cài đó cũng là mô hình ảo, và mô hình ảo đó có kích thước do các cái hãng sản xuất cung cấp. Đó, kích thước và hình thái là do các hãng sản xuất cung cấp một mô hình đó, mô hình ảo trên trên phần mềm, và người ta sẽ đặt mắc cài đó lên trên bề mặt răng. Đó, sau đó là gì? Sau đó là in 3D cái mẫu, sau đó là in 3D cái mẫu mà có cái răng ở trên đó một cách chính xác rồi, không có sai gì nữa rồi, vì đó là kỹ thuật số cho hết rồi. Thì một cái mẫu nhựa có sẵn cái răng đó sẽ chuyển sang máy ép, đó sẽ ép là cái khay đặt cái mắc cài lên. Nhưng mà hiện tại thì
nó nếu mà chỉ đến đó thôi thì nó vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề keo gắn. Thì hãng 3M đưa ra một cái gọi là những mắc cài có đế có sẵn keo gắn và không dư. Đấy, thì cái công nghệ đó nó cho phép là ở dưới đế nó có sẵn một lớp màng keo và mình chỉ cần đặt mắc cài đó lên trên cái tay, thế là xong, đóng ốp lên, chiếu đèn không có bất cứ một cái chất gắn dư nào cả, vừa đủ. Như vậy thì nó sẽ cải tiến rất là nhiều cái quy trình làm việc. Tất nhiên nó sẽ đi kèm một cái nữa mà chưa thể vớt được, đó là chi phí cao. Cái nguy cơ bong giá thì nó đã giải quyết, nhưng mà cái vấn đề chi phí cao thì nó sẽ phải đi kèm với công nghệ hiện đại để cải thiện. Rồi, thì một cái quy trình, mỗi quy trình đều có ưu và nhược điểm của nó, nên gắn trực tiếp cho điều trị mặt ngoài và gắn gián tiếp cho điều trị chỉ ra mặt lưỡi. Thì mặt lưỡi thông thường thì tác giả khuyến cáo là nên gắn gián tiếp. Tuy nhiên theo em biết thì là một số các bác sĩ chỉ nha mà mặt lưỡi nhiều, họ cũng thao tác rất nhanh, họ có thể gắn trực tiếp và thao tác rất nhanh luôn, không khác gì việc họ gắn mặt ngoài cả. Đó là những người mà họ đã chỉ nha rất là nhiều rồi, mặt lưỡi thì họ cũng sẽ có một cái sự chuẩn chỉ như vậy. Tất nhiên là sử dụng mặt lưỡi thì hoặc là mặt ngoài thì với cái khay thì nó sẽ thuận lợi hơn là không. Rồi, vật liệu cần cho việc gắn trực tiếp thì có những cái vật liệu như là những cái trang thiết bị này thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta sẽ xuống xem luôn cái hình ảnh phía dưới. Trang bị thì nó rất là nhiều. Đây, hình ảnh ở đây. Đây, thì đây là tác giả chia thành hai. Thì cái nhóm đầu tiên là cái nhóm mà bộ dụng cụ dán thì cho gắn vật liệu gắn gián tiếp trực tiếp, đây là 649 là vật liệu gắn trực tiếp, direct trực tiếp. Đó, trực tiếp thì sẽ có là bộ dụng cụ acid etching, keo dán composite, kẹp gấp, đồng hồ để đo, tác giả rất cẩn thận, có đồng hồ đo luôn, có thời gian, có chổi quét, bay nhựa và cốc thủy tinh. Đó, và B là acid etching, keo dán composite, gắn trực tiếp vào direct. Đấy rồi. Rồi B là keo gắn composite của web. Rồi đây là những cái mà tác giả sử dụng. Thì bây giờ là gì, quy trình gắn. Quy trình gắn thì chúng ta quá quen là đánh bóng làm sạch. Đó, lưu ý là không có paste, nó không có cái gì, không có chứa dầu, không có glycerin, không có flour, không có flour. Đó, nó sẽ làm giảm hiệu quả sơn bon của acid. Rồi, thứ hai là kiểm soát độ ẩm, cách ly dòng chảy nước bọt với dụng cụ bánh môi, rồi vòng cuộn và gạt. Sơn bon bằng acid thì sơn bon bằng acid H3PO4 37%. Trong 20 giây, lúc này tác giả sẽ dùng đồng hồ để đo. Hiện nay, có thể bơm acid từ xi lanh trên bề mặt răng với diện tích rộng hơn bề mặt đế mắc cài, rộng hơn một chút. Sau khoảng 20 giây thì rửa sạch và thổi khô bề mặt răng. Nếu soi mòn đúng thì sẽ thấy bề mặt có cái hình phần trắng. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái lọ acid thì nhỏ nó ra, trong đó dùng chổi quét để ta quét lên, bon để quét lên bề mặt. Còn nếu mà chúng ta dùng cái loại xi lanh chúng ta bơm tiếp lên thì có thể có người dùng cái này, có người dùng cái kia. Bốn là bôi primer, quét một lớp primer, lớp bon lên trên bề mặt. Và đây thì tác giả là quét lên cả đế mắc cài. Đó. Và năm là đặt keo gắn, thì là composite đấy. Kẹp cái mắc cài với kẹp gấp chuyên dụng và bơm com lên bề mặt đế. Trên cái lớp mà primer chúng ta vừa bôi, dán mắc cài. Thì chúng ta sẽ đặt mắc cài là gì? Đặt mắc cài có sẵn keo dán lên bề mặt răng bằng cái kẹp gấp chuyên dụng này. Đó. Rồi sau khi mà đặt mắc cài lại vị trí được xác định trước thì chúng ta sẽ nhấc cái kẹp gắp ra, sau đó dùng cái cây lấy chất gắn dư ấy. Nếu mà có cây chuyên dụng thì lấy dùng cái đó, hoặc là dùng cái thám châm để điều chỉnh cái vị trí gắn mắc cài một cách cẩn thận và xác định vị trí chính xác theo chiều đứng bằng cái thước đo, dùng gương nha khoa để kiểm tra từ mặt nhai và điều chỉnh vị trí theo chiều ngang, đặc biệt là những cái răng hàm nhỏ nó bị xoay, những vị trí đó nó sẽ dễ bị xoay lệch. Việc cố định nó, chúng ta sẽ ấn nhẹ mắc cài bằng dụng cụ như là thám châm, cây lấy chất gắn dư kèm gắp. Như vậy có thể là đảm bảo việc gắn mắc cài tiếp tục khít sát với bề mặt răng, tạo ra một lực gắn chắc chắn. Lưu ý là gì, sẽ không làm di chuyển mắc cài khi gắn và đập chính xác.
loại bỏ chất gắn dư. Thì khi keo gắn nó cứng thì chúng ta sẽ không thể lấy được bình thường, hoặc là chúng ta cũng thể trải nó hay là sử dụng cái cơ học nào để lấy được. Do đó cần nhẹ nhàng lấy bỏ keo gắn dư trước khi mà chúng ta làm trùng hợp nó. Có thể gạt hoặc là đẩy keo gắn dư ra ngoài bằng cách mặc dụng cụ là chiếc gắn sử dụng. Tuy nhiên nếu keo đã cứng trước khi kịp lấy bỏ thì cần dùng cái mũi mài carbon trong xe để lấy bỏ, và cần hết sức cẩn thận khi làm sạch, đặc biệt là những vùng mà có gần với vùng cái lợi đấy. Đấy, thì tại có một số trường hợp mà khi mà chúng ta không lấy nó đi thì chúng ta buộc phun nó khó, nó bị kẹt vào đó hoặc là bị kẹt cái nắp móc cài. Quang trường hợp chiếu đèn trong khoảng 20 giây. Thế thì có phải lúc nào chúng ta cũng hoàn toàn cái này không? Thì một là có những cải tiến về đèn. Có những cải tiến về đèn thì chúng ta có thể sử dụng những cái đèn xịn năng lượng tốt, năng lượng tối thiểu của nó phải được là 450 mW/m². Các bác cứ mua đèn về xong test năng lượng đèn nó trên đấy là ok. Đó, chiếu đèn thì cũng không nhất thiết phải đến 20 giây, nếu mà năng lượng đèn tốt thì đây là đèn gọi là 20 giây hoặc 40 giây. Đèn LED hiện tại năng lượng đâu đó khoảng 1000, cái đó em có đo có test rồi. Còn nếu mà các bác chưa test thì ở đây em gợi ý cho, không đây cái không liên quan gì đến hãng cả, gợi ý cho là gọi bên chuyên bên đấy có sẵn máy test mà toàn test free ra. Đó, rồi quay lại về lúc nãy có nói đến là cái mắc cài mà có keo dán sẵn rồi á, thì nếu có cái loại đó thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái bước lấy keo gắn dư này, nó sẽ tránh được cái việc xây dựng mắc cài, tránh tất cả những thứ khác, nó đủ rồi, đặt lên nhẹ vào là xong thôi. Đấy, và nó đi kèm với những cái dạng bon khác nữa, nó không cần phải etching theo kiểu này, nó gọi là xeo ép luôn, xeo ép bề mặt để mà gắn mắc cài luôn, quẹt cật cọ trên đấy, xong đó thì đặt mắc cài lên gắn chiếu đèn là xong. Thì đây là hình ảnh chúng ta xem hình ảnh quy trình phổ thông. Đó, thì chúng ta thấy là bông cuộn này, rồi thì làm sạch này, rồi trong đó thì phải khô này, cách ly, etching như thế này. Đó, rồi đây etching đây, rửa nước này, trong đó lại cách ly tiếp này, rồi bôi bon này, đó bôi bon này, trong đó thì là đây bôi bon luôn ở trên mắc cài này, kẹp mắc cài này, bơm keo này, những cái thao tác này cũng sẽ được bỏ đi nếu mà chúng ta không có, chúng ta này thì có một cái chúng ta dùng cái mắc cài mà có sẵn keo. Chỗ này có một cái điểm quan trọng dành cho quý anh chị trong vấn đề là tiết kiệm. Thì đây là cái gì? Bơm keo ít thôi. Đó, bơm ít thôi, đừng bơm nhiều quá. Và nên có cái sự dàn keo ra như thế này. Đó. Bơm keo ít thôi và nên dàn keo ra, thì bơm ở vị trí nào là hợp lý. Chỗ này là ví dụ như chỗ này là về phía nếu đi. Thì giúp cái keo này chúng ta nên bơm ở phía trên này, đừng đặt ở phía nếu. Đừng làm theo dàn theo kiểu ngang như của tác giả này. Dọc như tác giả này mà hãy dàn ngang. Chúng ta để phía trên này trước, để chỗ này này, đó. Đó, chúng ta dàn xuống phía dưới thì nó mới đúng. Bởi vì sao? Bởi vì là khi chúng ta đặt vào ấy. Chúng ta đặt vào đây. Đây là tác giả kẹp cái phần thân này là kẹp ở phía cắn, phần trên là chỗ này mới là cái đúng rồi. Thì cái bơm ngược lại, có nghĩa là về phía mà phía nếu ấy, thì chúng ta không nên bơm vào phía nếu, mà chúng ta nên bơm ở phía rìa cắn trong gian của phía nếu, để mà khi mà chúng ta đặt lên á, cái keo nó không bị trào quá nhiều là phía viền nếu, thì vị trí đấy là vị trí khó thao tác để mà làm sạch, nó thể kẹt này kẹt kia. Chúng ta bơm ở chỗ này thì chúng ta bơm như thế nào? Bơm khoảng 1/2, 1/3 đến 1/2 thôi, đừng bơm nhiều quá. Đó, có nghĩa là ở phần nửa phía trên này, trong đó chúng ta dàn nó xuống thì nó vừa đủ keo cho toàn bộ cái mặt đế này, bởi chúng ta không cần keo dày, chúng ta chỉ cần đủ keo thôi. Và chúng ta cần là gì? Cái phần lưới này, cái lưới của mắc cài này, nó được phủ keo hết, chứ không phải là chúng ta làm một cục keo ở giữa này, trong đó thì đưa cho bác sĩ cái gắn mắc cài để trong đó thì ép cho bằng được cho nó trào ra cái này. Đừng làm thế, nó sẽ vừa lãng phí vật liệu, nó cũng vừa là dễ sai sót để thêm tốn thời gian. Đấy, thì đấy là cái lưu ý chúng ta cần phải chuyên minh cho phụ tá của chúng ta. Rồi, thì đây là thao tác lấy keo này, đó, rồi kiểm tra này, rồi chiếu đèn.
Thì theo cái khuyến cáo thì là chiếu đen thì là chiếu mắc cài kim loại thì chiếu từ phía rìa cắm dưới gần phía xa, mắc cài xứ thì chiếu thế nào cũng được, nó cũng lên như vậy. Gắn mắc cài ở trong những trường hợp đặc biệt khác thì đây là gì, có gắn mắc cài lên xứ thì lên xứ thì là một cái hay gặp. Ở đây là gì, tác giả sẽ che môi lợi bằng composite che lợi Kundam mà tác giả dùng hãng này. Đó cái composite mà để mà tẩy trắng ấy, làm đen tẩy trắng rồi bông cuộn thì đấy là một cái kiểu. Nhưng mà khuyến cáo chính thức để an toàn ấy, thì là nên dùng đê cao su sau đó thì soi mòn là soi mòn bề mặt xứ với axit HF 9.6% trong 3 phút đó. Axit HF mà chúng ta dùng để mà gắn veneer thế thì có thể nếu mà mong muốn nữa thì chúng ta có thể gắn và gia tăng bằng cách là gì, là thổi cát bề mặt này cũng được đó, rồi hoặc là có thể làm nhám nó một chút cũng được. Tất nhiên là phải trao đổi với bệnh nhân, rồi sau đó thì là chỉ dùng HF sau đó thì sẽ làm sao, dùng bông cuộn hết thời gian là dùng bông cuộn nhé, gạt thật sạch HF luôn đó, xong đó làm sao rửa nước nhưng mà phải có một cái ống rất là to để hút nó, hoặc là nếu mà là đan cao su thì càng tốt đó. Và tiếp đến là gì, ở đây tác giả có nói là bôi primer xứ là silen và chờ một phút. Thực ra là không cần đó, bởi vì là nghiên cứu chỉ ra rồi là có silen thì tỷ lệ thất bại nó sẽ là đâu 8.9%, và không có silen thì tỷ lệ thất bại là 9.3%. Hai cái này chênh nhau không quá đáng kể, việc sử dụng silen hay không là không cần thiết đó, nó rất rõ luôn, người ta giải rất khách em cảm nhận nó luôn. Thì tiếp đến nếu mà chúng ta vẫn muốn có silen thì ok, một phút quảng cáo cho hãng mua luôn cái Singapore Universal của chị em ấy, nó có sẵn silen trong đấy rồi, dùng cái bon nó quét vào trong, không cần phải mua thêm bất cứ cái gì làm tăng gì cả. Rồi tiếp là kích hoạt dung môi một thổi hơi rồi dùng keo gắn như bình thường đó. Ở đây không cần phải mua thêm đồ đâu, bởi cái này em đã trải nghiệm rồi, em làm rồi, không lo. Đây là tác giả thì luôn luôn dùng đồng hồ để đo nha, rất cẩn thận, cái này nên học nha. Rồi rửa nước lên chỗ này thì không biết là đang hút bằng ống gì đây, nhưng mà phải rửa trực tiếp cái axit này thẳng vào trong ống luôn để hút hết ra luôn, không được để dùng cái bông này, phải lau bằng sạch những chỗ này trước, có thể gia cố gia tăng bằng việc là làm nhám trước khi mà sử dụng axit. Rồi hơi gắn trên amalgam, gắn trên amalgam thì có amalgam lớn và amalgam nhỏ. Amalgam nhỏ thì có cái men ra xung quanh mà nó khỏe mạnh á thì dễ là gì, thổi cát 3 giây soi mòn với H3PO4 dành cho cái vùng men này đó, và sau đó thì gắn mắc cài như thông thường. Còn với amalgam mà lớn đó thì thổi cát amalgam đó và bôi primer kim loại rồi thổi hơi kích hoạt dung môi rồi gắn mắc cài với keo gắn như thông thường. Thì cái này thực tế thì nó sẽ có mấy cái lựa chọn khác hơn, là một là amalgam thì chúng ta hoàn toàn để tư vấn bệnh nhân là chuyển luôn sang dán lại bằng com, đúng không? Rồi hoặc là phụ huynh khác, amalgam quá lớn hoặc những phụ huynh quá lớn thì chúng ta thay đổi vào phụ huynh xứ rồi thì chúng ta cũng có thể là dán trên xứ, hoặc chúng ta cũng có thể lựa chọn là dùng ben, nó ăn chắc hơn rất là nhiều, an toàn hơn rất là nhiều. Tiếp đến là trong tình huống mà chúng ta bắt buộc, tình huống nào bắt buộc phải gắn chiếc kim loại, thường rất ít. Cá nhân em thì cũng có gắn chiếc kim loại thì em vẫn sẽ làm gần xem như xứ, thì có điều là trên kim loại thì chả có etching được cái gì cả, thì em dùng luôn cái Singapore Universal của cát hoặc là làm mài mòn kim loại trong dùng mòn đổ lên. Thì chẳng qua là cái ca đó muốn chỉnh cái mặt bên gần bên xa của cái răng để mà mình của cái mão để mà mình gắn đen, mình gắn mắc cài, thì đến hiện tại thì nó vẫn chưa bung. Gắn trên vàng thì hiện tại cũng ít gặp, thì xử lý nó cũng tương tự như với kim loại thôi. Và nếu mà đã là vàng ấy, thì theo em là gì, là
trừ khi là bệnh nhân cho phép chúng ta mới xử lý trên đấy, còn nếu không thì ban luôn cho làm chắc. Đó. Thì ở đây là tác hại là gì? Của cát 3 dây soi mòn với H3PO4, đây là onlay vàng với men răng xung quanh còn lành mạnh thì vẫn H3PO4 trên men răng, quay một kim loại thổi hơi cái dung môi trong đó thì gắn mắc kẹt như keo bình thường, với trục hoặc mã màu vàng hoặc là cái VO inlay buckle occlusal, đó là cái inlay mà nó có cả mặt nhai và cả mặt ngoài. Thì cái này nó có thể có inlay như vậy, hoặc là có một cái khái niệm nữa tiếng nó là veneer kết hợp với cái onlay bên trên thì nó gọi là vonlay. Rồi đây là một vài khái niệm thuộc về cái đó. Thì tức là những cái phương pháp hiện có không đảm bảo được đủ lực dán và có nguy cơ thất bại cao, do đó nếu có thể thì gắn be mạo vàng ở dưới. Thì tác giả cũng rất lo lắng về vấn đề người ta quê vàng lỡ mòn dính vàng. Rồi nếu bắt buộc thì phải thổi cắt 3 giây dùng cái là resin tiếp onbond 2 này, primer này, hoặc là B4 meta. Rồi tất cả những cái này thì thực tế nói là chúng ta lại phải mua thêm đồ, nên là theo em là hãy đơn giản nhất là dùng bè. Rồi khi đây tác giả nói là gì, khi nào khi dùng cái resin trung gian thì nên bôi 2 lần 30 giây, thổi hơi kích hoạt dung môi, gắn mắc cài với keo gắn như quy trình gắn tự nhiên. Đã dùng cái formeta metan bonding resin dành cho cái kim loại thì không cần tuân theo quy trình như đang tự nhiên để làm cái hướng dẫn của nhà sản xuất nếu mà dùng cái này. Đó. Ok, chúng ta tiết kiệm và đơn giản hóa thôi. Ở đây là cái quy trình gắn trên amalgam hoặc vàng, thổi cát soi mòn acid. C là kiểm tra bề mặt nhám, nó đảm bảo thành phấn của men rồi, primer kim loại, primer trong 20-30 giây, thổi hơi kỹ hoa dung môi, gắn mắc cả. Ở đây là máy thổi cát, nếu có, đây thổi cát nó bay mòn là cái làm soi mòn cái bề mặt như thế này. Đó. Và đây là bôi lên có cách ly, sau đó thì gắn mắc cài lên. Đó, đây là cái Raelian, một cái hãng Raelian, như Việt Nam cũng có một số người bán. Nhưng mà em thì em dùng cái kia là không muốn mua thêm đồ gì, những đồ đã có sẵn, em dùng hiệu quả, rất ok. Rồi, tự nhiên phải đi, bỏ tiền đi mua một cái lọ mà lâu lâu mình mới phải dùng đến thì nó rất là lãng phí.